Chào các bạn. Chào buổi sáng. Bonjour. Chúng tôi đang đến sân golf Blue Green. Và hôm nay chúng tôi đang có một cái trận đấu vào buổi sáng tại Paris. Bạn thấy là không khí rất là tuyệt vời. Hiện nay thì nhiệt độ ngoài trời tầm khoảng 17-18 độ. Rất là mát mẻ.